giá gia cầm hôm nay mùng 2 tháng 3, giá gà công nghiệp tiếp đà tăng, giá trứng gà, vịt có biến động. Giá da cầm hôm nay mùng 2 tháng 3 tại các vùng có biến động, trong đó, giá gà công nghiệp hôm nay tăng thêm khoảng trên dưới 1.000 đồng mỗi kg. Giá vịt ở các vùng vẫn trứng ở mức vừa phải, giá trứng vịt ở các vùng phía nam có xu hướng giảm. Giá gà hôm nay, gà công nghiệp tiếp tục tăng giá. Sau 2 ngày liên tục tăng giá, Giá gà công nghiệp hôm nay tại các vùng miền Bắc đã đạt mức trên 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng loại trên 3,4 kg mỗi con bán buôn ở trại tại Thái Nguyên, Bắc Giang đạt 30.000 đồng đến 30.500 đồng mỗi kg. Tại các vùng Đồng Nai, Bình Dương, giá gà trắng vẫn duy trì ở mức trên dưới 25.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn ở các vùng Bến Tre, Long An, Cà Mau, Bình Phước ổn định ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi kg ghi nhận tại các vùng miền Bắc. Chúng tôi thấy giá gà ta thả vườn bán tại trại ở Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, giao động trên dưới 90.000 đồng mỗi kg loại 1 trên 5 tháng tuổi. Giá gà ta lai, lai trọi bán tốt mới được 58.000 đồng mỗi kg loại gần 100 ngày. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, trong tháng 2 năm 2022, đàn gia cầm cả nước phát triển ổn định, dịch bệnh lớn không xảy ra nhưng vẫn gặp khó khăn khi thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 2 năm 2022 tăng 2,0% so với cùng thời điểm năm 2021. Trong tháng 2 năm 2022, giá thu mua gà tại trại biến động tăng tại các vùng miền trong tháng qua do nguồn cung giảm. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam tăng khoảng 13.000 đồng mỗi kg, lên mức 46.000 đến 47.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp miền Trung và miền Nam tăng 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, lên mức 25.000 đến 26.000 đồng mỗi kg. Giá trứng gà miền Bắc, miền Trung và miền Nam giảm 50 đến 200 đồng mỗi quả, xuống mức 1.550 đến 2.100 đồng mỗi quả. Giá trứng gà giảm do sức tiêu thụ chậm. Giá vịt thịt hôm nay các trại tiêu thụ chậm. Khảo sát giá gia cầm hôm nay ở các vùng, nhận thấy giá vịt vẫn chưa có biến động. Giá vịt bầu lai loại từ 2,2 đến 2,4 kg mỗi con bán ở các vùng Hưng Yên, Hà Nam, Yên Bái, giao động từ 35.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt bơ bán ở các vùng này chỉ được từ 28.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng miền Trung và phía Nam, giá vịt vẫn duy trì ở mức trên dưới 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm bán buôn ở trại tại các vùng Đồng Nai, Bình Dương, đạt từ 56.000 đồng đến 62.000 đồng mỗi kg. Giá vịt phá đàn bán cho thương lái tại các vùng miền trung cao nhất mới được 50.000 đồng mỗi kg. Giá ngan trắng non từ 47.000 đồng đến 53.000 đồng mỗi kg. Giá trứng gà, giá trứng vịt có nơi giảm sâu. Cập nhật giá trứng gà, giá trứng vịt ở các vùng, chúng tôi thấy giá trứng vịt ở Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long bán buôn cho thương lái ở mức trên dưới 20.000 đồng mỗi chục trong khi trước đây có giá lên đến 23.000 đến 24.000 đồng mỗi chục. Tại các điểm bán lẻ ở chợ và điểm kinh doanh trứng gia cầm ở mức 27.000 đến 30.000 đồng mỗi chục. Theo nhiều tiểu thương bán trứng ở đây thì giá trứng giảm nguyên nhân do nguồn cung sau Tết dồi dào. Tuy nhiên, với mức giá trên người nuôi vịt thả đồng ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn có lời do ở đây hiện đang vào vụ thu hoạch lúa và con nuôi vịt có thể tận dụng thả đồng giảm được nhiều chi phí. Hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ uống gà vịt giống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết, nhiều năm nay ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua dây bào cũ với giá rẻ về để uống gà, vì Theo ông Thanh, khi gà, vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải dây bão cũ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương, hở bụng tránh bị phỏ chấu khô găm vào dễ bị viên, bệnh chết, hao hụt Trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền úng con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn. Hơn nữa, khi cho gà ăn thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều, để lâu ngày cám sẽ mốc, vật nuôi lớn lên mới ăn hay bị bệnh. Nhưng khi dùng bào cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu, chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con. Đặc biệt, khi cho gà ăn, chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bộp bộp, có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn, ông Thanh chia sẻ. Cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền úng gà, vì trong 3 đến 4 ngày đầu, khi con rồng mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất, ấp nên khi đưa về chuồng mới uống vài ngày. Bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ chấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thanh tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả, nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công cách dùng giấy báo cũ da cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi bà trương thị nụ ở hoa lư ninh bình nói